Vâng, kính thưa quý vị khán giả theo dõi kênh YouTube Yến Xào Rồng Vàng, và hôm nay tôi trở về xã thị trấn Sukhum của tỉnh Đắk Lắk để kiểm tra để làm một căn nhà yến này. Giờ này chúng tôi làm xong rồi, sau khi làm xong tôi quay cái video như thế này. Vừa rồi nhà này tôi làm 3 video. Cái video đầu tiên là cái video mà báo lỗi, thứ hai là video sửa nhà yến, thứ ba là cái video này là trên nó về này. Quý vị thấy trên nó về này, cơn mưa đấy, quý vị thấy mưa nó về hơi ác này. Cái vùng phim này là tương đối là tốt nha. Mặc dù trời mưa nhưng tôi cố gắng quay cái video thật để lại cho quý vị xem này. Nhà này với tường tường đầu chim thì ngay giữa nhà này. Tôi đã có cái xử lý đúng là xử lý trong đó rồi, quý vị có thể xem trong đó nha. Nhìn về cực kỳ tốt. Đấy, về đây. Trời mưa này, mưa rồi nhé. Đang quay cái video này, trời mưa quá. Ở vị trí này thì nhà yến này thì tôi sửa xong rồi, tôi hoàn thiện toàn bộ kỹ thuật cho chủ nhà rồi. Nhà này thì tôi giải cứu thôi, và có một cái điều kiện là đó tôi sẽ lên đây, tôi đi không làm khu này, tôi sẽ kiểm tra nhà căn nhà yến này cho quý vị xem. Tôi không chạy non lóc nhé, nên là quý vị không nghe được âm đâu. Không nghe âm đâu. Và nhà quý vị thấy nó về này. Nhà này làm từ năm 2018 này, chủ nhà thì cũng có sửa được một thời gian xem kênh YouTube của tôi. Năm 2018 mà đến anh ấy chán này mấy năm. Nói chung là hoang hóa luôn rồi, sao anh ấy